Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,6 triệu trẻ sơ sinh không sống qua được tháng đầu tiên của cuộc đời. Trong đó, có khoảng 1 triệu trẻ tử vong trong ngày đầu tiên sau sinh vì các bệnh đặc biệt nguy hiểm như uốn ván, thủy đậu, cúm, rubella. Do cùng lúc phải nuôi hai cơ thể nên hệ miễn dịch của phụ nữ khi mang thai suy giảm, cơ thể yếu ớt, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Nếu người mẹ không chủ động tiêm chủng vaccine trước và trong mang thai, mẹ có nguy cơ mắc các bệnh trong thai kỳ như cúm, uốn ván, viêm gan B. Đây chính là nguyên nhân khiến trẻ chào đời không lành lặn, mắc các hội chứng bẩm sinh, dị tật, thậm chí khiến mẹ gặp phải nhiều tình huống nguy hiểm trong thai kỳ. Vậy, phụ nữ trước và trong mang thai cần được tiêm vaccine gì? Lưu ý gì khi tiêm vaccine cho thai kỳ nguy cơ cao? Trẻ em cần phải tiêm những loại vaccine nào trong những năm tháng đầu đời? Để giải đáp tất cả các thắc mắc của người dân, VNVC, Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến với chủ đề Tiêm vaccine cho phụ nữ trước và trong mang thai, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC. Bác sĩ Lưu Bằng Phi, Bác sĩ trưởng, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên website thanhniên.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn, nutrihome.vn, livestream trên ứng dụng VTV Go và các fanpage Trung tâm tin tức VTV24, VTV8 Đài truyền hình Việt Nam, VN Express, Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, VNVC, Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nutrihome, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng và các kênh YouTube VNVC, kênh YouTube Báo Thanh niên và YouTube truyền hình Vĩnh Long. Tiếp sóng trên fanpage vnexpress.net của báo điện tử vnexpress, thanhniên.vn của báo Thanh niên. Thời gian vào lúc 20 giờ thứ 6 ngày 2 tháng 12 năm 2022. Mời quý vị trực tiếp đặt câu hỏi trên các trang fanpage hoặc gọi đến hotline để được các chuyên gia tư vấn ngay từ hôm nay.